Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp do Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của cô Nguyễn Thị Lệ ở Bình Quế, Lấp Vò, Đồng Tháp. Qua một vài lời giới thiệu của một số người bạn của Khánh Phương thì Khánh Phương đã tình cờ đến với trang thiết bị nội thất của Max Home. Và sau một khoảng thời gian sử dụng thì Khánh Phương cảm thấy là nội thất ở đây rất là tốt, chất lượng và cảm giác như là độ bền nó rất là cao, và đặc biệt là giá cả rất là phải chăng và phù hợp. Cho nên là Khánh Phương cảm thấy rất là hài lòng về những cái trang thiết bị nội thất của Max Home. Max Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Max Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Max Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Max Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Max Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Max Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Max Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Max Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Max Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Và trước khi mà chúng ta đến thăm căn nhà cô Lệ thì cũng như tất cả video trước, An sẽ nói sơ một số thông tin cơ bản về Max Home. Max Home là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Và chúng tôi sẽ đăng tải liên tục những mẫu nhà để có thể giới thiệu đến tất cả quý vị. Và hiện tại thì dù cho quý vị chúng ta đang ở miền Bắc, miền Trung hay miền Nam đều có thể liên hệ số hotline của chúng tôi được nhân viên tư vấn. Còn nếu như quý vị chúng ta đang ở nước ngoài và chúng ta không tiện để có thể gọi đến số hotline, quý vị hoàn toàn có thể kết bạn Zalo với số hotline rồi để lại tin nhắn, hoặc là quý vị có thể truy cập vào website của chúng tôi thiết kế thi công trọn gói .com để chúng ta để lại lời nhắn, thì nhân viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị trong thời gian sớm nhất. Hiện tại thì chúng tôi đang chạy chương trình khuyến mãi liên quan đến Tết, đó chính là Tết Linh Đình ưu đãi cực lớn, áp dụng từ ngày 15 tháng 12 2022 đến 15 tháng 2023 khi ký hợp đồng thi công trên 15 tỷ tặng ngay xe ô tô Kia Morning 2022, trên 7 tỷ tặng xe Honda S-Atmos 2022, trên 5 tỷ tặng xe Honda Vision 2022, trên 3 tỷ tặng TV Sony 55 inch và trên 2 tỷ tặng máy hút bụi hiện đại Panasonic. Cho nên nếu có nhu cầu thiết kế và thi công thì cần ngại liên hệ ngay số hotline để được nhân viên chúng tôi hỗ trợ. Trở lại với ngôi nhà của cô Lệ thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ xem qua về ảnh vẽ 3D ngoại thất công trình này trước nhé. Nhìn từ bên ngoài quý vị có thể thấy ngay đây là một công trình thiết kế theo phong cách tân cổ điển và thiết kế là hai tầng mái Nhật quý vị nhé. Với cái mẫu nhà này thì nói thật là cũng được rất là nhiều quý vị quan tâm trong thời gian vừa qua. Với nhà mái Nhật thì mái Nhật nó luôn luôn là cái loại mái mà được ưa chuộng được quý vị. Và mẫu nhà quốc dân của Max Home, mẫu nhà được chọn nhiều nhất của Max Home cũng là mẫu nhà mái Nhật. Tuy nhiên có một sự khác biệt giữa cái mẫu nhà quốc dân đó với mẫu nhà này, đó chính là với những mẫu nhà bestseller thì người ta chuộng phong cách hiện đại, nhưng anh tin chắc rằng phong cách tân cổ điển vẫn là một phong cách vẫn được khá nhiều quý vị quan tâm. Bởi vì An nói rồi, chọn phong cách nhà thì cũng tùy thuộc vào cái sở thích của từng gia đình. Nếu mà quý vị yêu thích một phong cách tự do, phóng khoáng nè, chúng ta là một cái người mà chúng ta thích cái gì đó nhìn nó mạnh mẽ thì có thể lựa chọn phong cách hiện đại. Còn nếu như quý vị là yêu thích cái sự hoài cổ, rồi sự sang trọng, sự quý phái thì tân cổ điển sẽ là sự lựa chọn của quý vị. Với mẫu nhà ở đây cũng vậy, quý vị có thể thấy là phong cách tân cổ điển rất là rõ luôn. Ví dụ là quý vị thấy là những cái thức cột thì chúng tôi sẽ làm là thức cột là quý vị thấy là Ionic cũng có, Doric cũng có, rồi có những cái thiết kế xẻ rãnh nè, hoặc là những cái đường phào chỉ sẽ chạy dọc khắp căn nhà. Đây là một đặc trưng của phong cách tân cổ điển đúng không nè. Rồi phần lan can ở ban công thì quý vị thấy lan can chúng tôi sẽ làm là những cái con tiện ở đây bằng bê tông. Con tiện bê tông và có những cái đường cong như thế này, đây là đặc trưng rất rõ luôn của phong cách tân cổ điển đúng không nào. Nhà hiện đại thì một là người ta làm bằng kính cường lực, hai là người ta làm bằng thép hộp và sơn tĩnh điện đúng không, chứ còn ít ai người ta làm bê tông lắm. Cho nên là đây cũng là dấu hiệu của những căn nhà tân cổ điển. Ngoài ra thì kiến trúc vườn cũng là đặc trưng mà em muốn nói đến. Quý vị có thể thấy là ngay bên dưới tầng 1 hay là trên tầng 2, ngay khu vực cửa ban công này quý vị,
thì chúng ta cũng sẽ thấy là một cái đường cong, một kiến trúc vòm rất là duyên dáng và tạo nên cái vẻ đẹp của công trình này. Một chi tiết của công trình nữa mà An cũng thấy là thể hiện đặc trưng phong cách tân cổ điển, đó chính là màu sơn. Ở đây chúng ta lựa chọn cái tông màu sơn gọi là một cơ bản và đơn giản nhất, đó chính là tông màu trắng để mà sơn 100% căn nhà luôn. Với màu trắng thì đây là cái gam màu trung hòa được tất cả mọi thứ quý vị. Tức là dù cho ngôi nhà quý vị có màu gì mà chúng ta đặt cạnh màu trắng thì nó cũng hợp lý hết. Và phong cách thì ví dụ phong cách tân cổ điển nó đã có nhiều chi tiết trang trí rồi. Đặt màu trắng vào nó sẽ giúp trung hòa lại, cho nên là nhiều quý vị yêu thích màu trắng là như vậy nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ đọc đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình nhà cô Lệ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ xem qua mặt bằng định vị công trình này. Với công trình nhà cô Lệ thì quý vị sẽ thấy được ở đây là khu đất nhé, có chiều ngang là 10m, chiều dài bên trong là tầm 19m. Và căn nhà thì cũng rất gần phần đường giao thông phía trước quý vị. Từ mặt tiền mà đi ra đến phần đường giao thông phía trước rơi vào tầm khoảng hơn 2m thôi, rất là gần luôn. Tiếp theo ta xét về hướng nhà ha. Muốn xét về hướng thì quý vị phải căn cứ vào có hoa tiêu, có chữ B bên góc phải ở đây. Quý vị sẽ thấy là công trình nhà cô Lệ hướng lên bên trên, hướng bên trái. Bên trên sẽ là hướng Bắc, còn bên trái sẽ là hướng Tây. Vậy là công trình nhà cô Lệ sẽ nằm ở hướng Tây Bắc. Bây giờ sẽ đọc đến mặt bằng nội thất của công trình này. Dựa vào đây thì ta thấy được chiều dài của ngôi nhà là 16,3m, chiều rộng của căn nhà ở đây là 9,3m. Và cộng trừ nhân chia lại, ăn cộng được diện tích sử dụng cả căn nhà là rơi vào tầm khoảng 180m2. Về công năng, chúng tôi sẽ bố trí là tầng 1 có 1 phòng khách, 1 phòng bếp ăn, 2 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Tiến lên tầng 2, chúng tôi sẽ bố trí là 1 phòng thờ, 1 phòng sinh hoạt chung, 3 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Và sẵn tiện bây giờ thì em cũng cho quý vị xem một số ảnh nội thất công trình này nhé. Đầu tiên là với không gian phòng khách nè. Quý vị có thể thấy ở đây chúng tôi sẽ đặt là một cái bộ sofa với thiết kế là khung chân là gỗ sồi, điểm ngồi là bọc da cao cấp Italy, rất là đẹp luôn quý vị. Rồi có một cái đèn chùm ở bên trên, nhìn cũng rất là kiêu sa và lộng lẫy, rất hợp với phong cách tân cổ điển. Tiến ra phía sau đến khu vực phòng bếp ăn thì ở đây kệ tủ bếp sẽ thiết kế là hình chữ L. Bàn ăn thì cũng cực kỳ sang trọng luôn ha, mặt bàn chúng tôi sẽ ốp đá marble. Đến những không gian cá nhân thì phòng ngủ số 1 quý vị sẽ thấy ở đây là chiếc giường nè, tủ quần áo. Rồi cái bàn trang điểm thì cũng là gỗ MDF phủ 15mm. Tiến đến phòng ngủ số 2 thì cũng vậy, quý vị thấy là tông màu chủ đạo của phòng ngủ từ nãy giờ ta thấy là màu trắng và màu gỗ. Màu trắng mang đến sự thanh lịch, màu gỗ mang đến sự ấm cúng. Tiếp theo ta tiến lên tầng 2 của công trình ha, ta đến không gian khung kính nhất là phòng thờ. Ở đây thì phòng thờ thì bàn thờ, bàn cơm bên dưới đều là chất liệu gỗ tự nhiên quý vị nhé. Ra phía sau là phòng sinh hoạt chung thì ở đây chúng tôi sẽ đặt là một cái bộ sofa được thiết kế là bọc vải nỉ nè, rồi một cái chiếc ghế trang trí ở đây nữa. Đến những không gian cá nhân còn lại là phòng ngủ số 3 thì cái vách tường đầu giường rất đẹp luôn quý vị, kết hợp giữa gỗ MDF cũng có, nhiều PVC giả lông gỗ cũng có, rồi tấm composite giả đá cũng có nhé. Phòng ngủ số 4 thì thiết kế khác biệt một chút xíu, đó chính là cái vách tường này thì chúng tôi sẽ sơn một cái gam màu. Nó là kiểu màu hơi màu nâu kem một chút xíu ha. Rồi đặt hai bức tranh trang trí cũng rất đẹp. Và cuối cùng phòng ngủ số 5. Phòng ngủ này quý vị thấy là chiếc tủ quần áo thì sẽ được thiết kế chia làm nhiều hộc. Có một hộc thì chúng tôi sẽ để trống không đặt cánh. Một hộc là cánh gỗ, còn hai bên sẽ là cánh kính. Trở lại với hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của nhà cô Lệ, bây giờ sẽ đọc tiếp đến mặt đứng trục DA. Với mặt đứng này quý vị thấy từ có sụp hông định của mái sẽ là 10,8m. Sàn tầng 1 lên đến sàn tầng 2 là 4,2m, sàn tầng 2 đến sàn mái là 3,9m. Ngược lại có sông không xuống ngược lại sân là 75cm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc là 15cm nhé. Bây giờ sẽ đọc tiếp đến mặt cắt của công trình này. Ở đây sẽ đọc mặt cắt trục 11 là mặt hướng nhìn từ mặt bên công trình nhìn qua. Ta thấy được vị trí cầu thang đi trong nhà nè, những cái cửa đi trong nhà cao 2m7 nè quý vị ha. Rồi cái ban công này sẽ được thiết kế âm xuống một chút xíu. Rồi cái sàn của tầng áp mái đó quý vị, chúng ta thấy là chúng ta sẽ đổ bê tông ở cos áp mái, sau đó xây tường thu hồi, ghép vị kèo lập ngói. Đây là một cái phương pháp mà An nghĩ là rất là phổ biến và nên được thực hiện, bởi vì nó sẽ giúp chống nóng, chống dùng nước mưa, chống trộm cực kỳ tốt luôn quý vị nhé. Bây giờ thì An sẽ đọc đến đó chính là về mặt bằng lát sàn của ngôi nhà này. Mặt bằng lát sàn tầng 1 thì quý vị sẽ thấy là những không gian chính, ví dụ là phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ. Chúng ta ký hiệu số 1 là ốp gạch granite chống trơn, màu theo chỉ định kích thước 800x800.
Cái mẫu chỉ định này sẽ do chính gọi là chủ nhân căn nhà chỉ định, mà thông thường chúng tôi sẽ tư vấn là quý vị nên lựa chọn gam màu sáng một chút xíu, ví dụ là màu trắng cũng được, màu vàng cũng được, màu ghi nhạt cũng được. Rồi những khu vực ví dụ là nhà vệ sinh, chúng ta ký hiệu số 2 là gạch tonic chống trơn, màu heo chỉ định kích thước 300x300. Chống trơn tức là chống trơn trượt, và chắc chắn rồi, nhà vệ sinh là luôn luôn phải có yếu tố này. Còn ở khu vực sảnh ngoài trời, chúng ta ký hiệu số 3 là ốp gạch tonic chống trơn kích thước 400x400 nhé. Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu của nhà cô Lệ. Và ở đây ta sẽ thấy được là mặt bằng móng này móng cọc bê tông cốt thép, tiết diện 250x250mm. Với móng cọc là sự lựa chọn nghĩa là hợp lý cho công trình này. Thứ nhất là công trình 2 tầng cũng khá là đồ sộ. Thứ hai là công trình nhà cô Lệ là ở Đồng Tháp, đây chính là một tỉnh miền Tây Nam Bộ, cho nên là sẽ có khả năng là gần ao suối sông Ngòi, mạch nước ngầm, cho nên tính ổn định không cao. Chúng ta lựa chọn móng cọc là loại móng sâu, nó sẽ giúp đảm bảo chắc chắn cho người nhà quý vị hơn. Tuy là móng cọc thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao hơn so với những loại móng khác, nhưng mà nó an toàn chắc chắn thì chúng ta cũng nên đầu tư, đúng không nào? Bây giờ sẽ đọc đến hồ sơ điện nước của nhà cô Lệ. Ở đây sẽ đọc là quý vị thấy là mặt bằng bố trí ổ cắm internet của tầng 1. Với ổ cắm này rất nhiều những vị trí ổ cắm chúng tôi đã ký hiệu sẵn ở đây. Quý vị thấy là nửa cái hình tròn màu đen nè, h bằng 0.4m là ổ cắm cách sàn 0.4m, h bằng 1.2m là ổ cắm cách sàn 1.2m. Rồi những cái vị trí internet là có bộ phát wifi chúng tôi đặt ở ngay vị trí tivi luôn quý vị. Rồi có những cáp siêu VPC 1x2.5mm² cho ống gen D20 nữa. Cuối cùng anh đọc đến dự toán của nhà cô Lệ. Ở đây sẽ đọc bản dự toán chi phí xây dựng, mục B phần thô. Trong mục B này chúng tôi sẽ đã chia ra nhỏ, số 1 là phần móng. Trong móng lại có móng ép cọc, đào đất móng, đắp cát đen tôn nền, bê tông sản xuất bằng mái trộn v.v. Rồi đến bệ phốt, toàn bộ bộ móng bệ phốt v.v. Rồi số 2 là phần thân, sẽ có phần cột, phần dầm nè. Rồi phần sàn, sàn tầng 2, sàn mái, phần thang, phần lanh tô v.v. Số 3 phần xây trát, sẽ có tầng 1, tầng 2, tầng mái v.v. Sẽ có đơn vị khối lượng, đơn giá thành tiền để quý vị có thể dự trù kinh phí cho ngôi nhà của mình. Và đây Nhật An vừa giới thiệu quý vị về công trình của nhà cô Lệ ở Đồng Tháp, một mẫu nhà tân cổ điển rất quý phái. Nếu quý vị yêu thích mẫu nhà này, mong muốn thiết kế tương tự thì đừng ngại liên hệ ngay Mark Home ở số hotline 0964458888 hoặc 0828133333 để được hỗ trợ tư vấn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên nhấn like, subscribe, chuông nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi nhé. Còn bây giờ Nhật An xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Sơn Mark Home với công nghệ hiện đại từ châu Âu, bảo vệ dưới mọi điều kiện thời tiết, chống thấm vượt trội, chống bám bụi linh hoạt, chống nóng hiệu quả. Mảng sơn nano liên kết dẻo dai, chống nứt và bong chóc. Đăng ký ngay để trở thành đại lý, nhà phân phối để nhận được nhiều ưu đãi. Xây nhà Mark Home, chọn Sơn Mark Home.